cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Vậy là một tuần đã trôi qua rồi, thật là nhanh đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta đang ngồi trước TV để có thể đón xem một chương trình, một game show rất là giải trí. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi luôn luôn cập nhật những điều rất thú vị và đáng học hỏi, đáng quan tâm về an toàn giao thông. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ hai đội chơi và làm quen với họ nhé. Xin mời! Mời các em! Wow! Bên đây luôn! Lái xe đắp vô lệ, đắp vô lệ! Thắng là cái rét nè! Gửi xe chưa? Gửi xe chưa? Dạ gửi rồi. Quên lấy cái thẻ. Quên lấy thẻ xe. Quên lấy thẻ xe hả? Hồi nếu không có ai giữ rồi mất xe, rồi khóc, rồi than. Không sao, nhà có điều kiện mua chiếc mới. Chờ đất ơi, chưa gì tôi thấy đội chơi bên Lưu Huyền Trinh có vẻ như là giàu, đúng không? Yeah. Bây giờ mình giới thiệu từng đội nha, để xem xem là có thế mạnh của các bạn là như thế nào. Rồi, đầu tiên mời đội của Đỗ Phú Quý. Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Mình là Đỗ Phú Quý. Rất là vui khi ngày hôm nay được có cơ hội tham dự một chương trình rất là đặc biệt về giao thông như thế này. Yeah. Và sánh đôi cùng với một bạn nữ rất là xinh xắn, em giới thiệu đi nè. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Thanh Trúc, rất là vui được cùng đội với anh Phú Quý ạ. Dạ, Trúc, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay năm nay chỉ có 20 tuổi rồi ạ. 20 tuổi, vậy bây giờ đang là sinh viên đúng không? Dạ. Trường gì nè? Dạ, em học tiếng Nhật. Học tiếng Nhật, trời ơi, chào bằng tiếng Nhật đi em, mới học là mình sổ liền, hiểu không? Hajime majite, watashi wa Vũ Lâm Thanh Trúc desu, kotoshi hatashi desu. Đỗ Phú Quý và Trúc, hai bạn đã có bằng lái xe gắn máy chưa? Dạ, có rồi ạ. Có cũng như không có. Có cũng như không có. Có cũng như không có. Vì tại vì là với những cái sự gan dạ và cũng như là pha một chút điềm tĩnh của em trên những cái chặng đường mà em đi xe. Yep. Thì em nghĩ là cái việc mà em có bằng lái nó cũng như là không có bằng lái. Bởi vì em không lái. Dạ đúng rồi. Nói chứ thật ra thì lâu lâu mình ra đường thì mình cũng có gặp những cái trục trặc này trục trặc kia. Yeah. Thì lúc đó là nó sẽ rút cho cái kinh nghiệm bản thân nhiều hơn cái việc là một chiếc tấm bằng trong cái ví của mình. Một chiếc tấm bằng trong cái ví của mình. Một chiếc tấm bằng trong cái ví của mình. Một chiếc ví hay là một tấm bằng em? Thì cái tấm bằng nó nằm trong chiếc ví thì mình có thể gọi tóm tắt chiếc tấm bằng. Cảm ơn em rất là nhiều. Đội này thì có một cái bằng lái xe gắn máy đúng không? Một bằng lái xe để trong ví chưng cho vui. Còn bên này xin mời các bạn giới thiệu tí xíu nha. Xin mời. Quý ơi, chị thì cũng chẳng có gì ngoài bằng. Em kể cho bé nó nghe em có bằng gì. Bằng học sinh giỏi lớp 1 này. Bằng lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 này. Anh cũng có nha bé. Ok, 12 năm. Nhưng mà bằng lái xe thì lại không có. Lái xe thì lại không có. Cuối cùng bằng lái xe chưa có. Tức là em bằng gì cũng có nhưng mà bằng lái xe không có. Nhưng mà bằng khen thưởng thì rất nhiều. Dạ. Vậy thì anh xác định em có một cái trí não thông minh để có thể lập luận được đúng không? Không, thực sự là xin chia sẻ thật với tất cả quý vị khán giả và tất cả các anh chị ở đây là em đúng là chưa có một cái bằng lái xe nào hết. Ừ. Tại vì em toàn đi xe đạp không à? Dạ, với cả là có người chở mình mà đúng không? Nãy giờ mình quên chưa giới thiệu tên. Đúng, chưa giới thiệu tên, mời em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào các bạn chơi và chào anh Minh MC ở đây. Mình tên là Mai Phước Tài, hiện tại mình đang kinh doanh tự do. Bên đây có một cái thông điệp gì về an toàn giao thông hay không? Trước khi chơi nè. Ngắn gọn và xúc tích. Xúc tích là an toàn là trên hết. An toàn là trên hết. Bên đây an toàn là trên hết đúng chưa? Để coi sao, bên này là cái sao gì? Sao em nghe cái câu an toàn là trên hết giống như những cái băng rôn treo ở trong những cái công trường quá vậy à? Ừ, thì bây giờ là mình phát động mà. Đây là những cái biển báo hoặc là những cái sự ghi nhớ nhắc nhở cho mọi người. Với một cái sự tương đồng của em và Trúc thì đội em cũng có một cái gọi là cái câu slogan. Đó chính là trên hết là an toàn. Gì ngang ngược vậy? An toàn là trên hết thì bây giờ là trên hết là an toàn. Em có biết là em nói xong câu đó mà bé Trúc bé... Ủa gì vậy? Bé nó đang định dịch ra tiếng Nhật. Bé nó đang định nói là Tún là cái tún là cái gì nữa. Cái đó là tiếng Thái rồi đó. Đó là qua cái chuyện của em rồi.
Chúng tôi rất là vui khi được chào đón những người chơi đến từ nhiều đất nước hoàn toàn khác nhau. Và hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ hiểu được tiếng Việt để làm gì, để trải qua 3 vòng thi cam go. Trước tiên cái đã, sau đó thì chúng tôi xác định đội nào có đội số cao nhất với tổng số điểm 3 vòng thi, đội đó sẽ có cơ hội chinh phục được vòng cuối cùng, mang giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng. Và ngày hôm nay chào mừng hai đội chơi về vị trí của mình nào. Và bây giờ sẽ là cái tên của hai đội chứ hả? Dạ. Để khán giả sẽ nhớ về cái tên của đội mình. Xin mời đội có Lưu Hiền Trinh trước ạ. Về nhà đi Trinh. Về nhà đi Trinh. Đội chơi thứ hai ạ. Đỗ Phú Quý và bé Trúc cũng đã suy nghĩ đắn đo rất là nhiều với cái tên này và cảm thấy đây là một cái sự cực kỳ phù hợp. Tới luôn anh ơi. Tới luôn anh ơi. Dạ, yeah. Một bên về nhà đi Trinh, một bên là tới luôn anh ơi. Và ngày hôm nay chúng tôi xin mời hai đội chơi bước vào vòng đầu tiên được mang tên Khởi Động. Xin mời. Minh Sự xin được chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh ngày hôm nay. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên Khởi Động. Luật chơi vòng 1 Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Người chơi sẽ bấm chuông để giành quyền ưu tiên trả lời trước. Mỗi lượt sẽ có 10 biển báo khác nhau. Trên màn hình dừng lại ở biển báo nào, người chơi phải đoán đúng tên biển báo đó. Một biển báo đúng sẽ được 1 điểm. Và bây giờ xin mời các bạn lựa chọn thành viên đầu tiên. Chắc anh trước nhờ. Tài. Thôi em sẽ nhường cho đội trưởng, thì em nhường cho chị Trinh. Thành viên đầu tiên của đội Về Nhà Đi Trinh đó chính là Lưu Hiền luôn. Trinh. Xin mời đội của Đỗ Phú Quý. Dạ, nếu như chị Lưu Hiền Trinh là người xung phong đầu tiên thì em cũng xin được bước ra xung phong đấu với chị Trinh. Đó. Không cần đùng đẩy đúng không ạ? Không có đùng đẩy. Mời bạn Tài và bạn Trúc. Mời hai bạn qua vị trí bên này ạ. Yeah. Chị sẽ cố gắng. Lượt chơi đầu tiên thuộc về Đỗ Phú Quý và Lưu Hiền Trinh. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sau khi Minh Sù nói, lượt 1 bắt đầu, các bạn được quyền nhấn chuông để giành quyền trả lời trước. Tại vì chúng ta cứ trả lời tuần tự, bạn này xong tới bạn này xong tới bạn này, thì người nhấn chuông trước đôi khi có lợi thế hơn. Và lượt đấu đầu tiên của chúng ta xin phép được bắt đầu. Xin mời biển báo. Đây là biển báo gì? Đây, chúc mừng Đỗ Phú Quý, bà là người trả lời đầu tiên. Biển báo cấm xe thô sơ, chốt. Và đây là một đáp án không chính xác. Mời Lưu Hiền Trinh. Đây là biển báo cấm xe ô tô và xe mô tô, chốt. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Tại vì em tưởng đó là cấm xe ô tô và xe mô tô, lỡ như cái chiếc xe kia là xe gắn máy thì sao, là ai chạy gắn vô đường máy này nữa. Là mô tô. Có những loại xe người ta xác định chung một cái từ khóa thì đó. Có bằng có cũng như không có. Sao cố lên anh. Một điểm dành cho Lưu Hiền Trinh. Biển báo tiếp theo xin mời. Mời Đỗ Phú Quý, lượt của em á. Đây là biển báo sắp có cầu vượt nha. Đây là một đáp án chưa chính xác. Trinh. Màu xanh thì có nghĩa là thông báo. Thông báo đường hầm. Thông báo có đường hầm. Và đây là một đáp án chưa chính xác luôn. Rất là tiếc. Mời đáp án của chương trình. Tuyệt vời. Biển báo đường cao tốc. Khi mà thấy được cái biển này, mọi người phải biết là sắp sửa chúng ta sẽ bắt đầu bước vào đường cao tốc rồi. Cái này là em học được thêm rồi nè. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Lượt chơi đến từ Đỗ Phú Quý. Em, thời tới rồi. Sao mà cản nổi hả trời. Cố lên anh ơi. Đây là biển báo cấm xe tải. Cấm xe tải, đây đúng là một rồi. Đáp án chính xác chưa? Cấm xe ô tô tải. Rất là đơn giản như vậy thôi. Mời lượt chơi tiếp theo đến từ Lưu Hiền Trinh. Đây mới là cái hình tượng mà em nhớ trong cái đáp án trước ấy. Đây là biển báo thông báo có đường hầm. Và một lần nữa Lưu Hiền Trinh lại sử dụng đáp án trước cho đáp án này. Thông báo đường hầm. Đây là một đáp án
đây là một đáp án cũng chưa chính xác. Vậy hả? Mời Đỗ Phú Quý. Theo cái sự suy luận của em nha, là khi mà có một cái đường ngang màu đỏ như vậy á, là báo một cái ngõ cụt bế tắc, không một lối thoát. Như vậy chúng ta có thể suy luận là đây là một biển thông báo đi tới đường cụt rồi. Đi tới đường cụt rồi. Biển báo tới đường cụt rồi. Đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo đường cụt ơi. Hay quá anh ơi, là đi vào hầm mà. Đây là một gợi ý luôn nhá. Khi mà các bạn thấy những cái biển báo tương tự á, nó có cái bức hình màu đỏ, hình chữ nhật này á, mà nó cắt ngang cái đường viền màu trắng này, chắc chắn đây là đường cụt. Và rơi vào những cái tình huống khác nhau, chúng ta sẽ có cách diễn giải hoàn toàn khác nhau luôn. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, xin mời. Đó. Mời Lưu Hiền Trinh. Biển báo, cái này là biển báo xe cứu thương ạ. Biển báo xe cứu thương, đây là một đáp án chưa chính xác. Ủa sao vậy? Mời Đỗ Phú Quý. Cái xe cứu thương nó thường chạy vô một cái bệnh viện. Đúng rồi. Thì đây là cái biển báo thông báo là có cái bệnh viện. Vậy hả? Biển báo thông báo có bệnh viện ở phía trước. Đây là đáp án. Đây là đáp án. Nên chưa chính xác. Rất là... Xin mời đáp án của chương trình. Trạm cấp cứu. Trời ơi. Vâng. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Rồi, lượt chơi của Đỗ Phú Quý. Em đã có đáp án của mình với một cái sự suy luận như thế này. Hết đường ưu tiên. Hết đường ưu tiên. Em nghĩ là đúng anh. Đúng à, bao nhiêu phần trăm? Dạ 80%. Anh tặng thêm cho em 20, 100% chính xác, chúc mừng. Biển báo hết đường ưu tiên. Ghi nhớ nha, vừa chơi vừa học nha. Cái hình đó là giống cái đường ưu tiên. Chính xác. Tiếp tục, bức hình tiếp theo. Quá dễ luôn. Đây là biển báo cho phép bấm còi. Cho phép bấm còi. Và đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo ấn còi, chúc mừng em. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Y. Dễ luôn. Quý, lượt của mình á. Sắp tới chợ rồi, gia đình mình ơi. Đầy tình thương em hả? Dạ. Tại vì đi chợ mình đi với những người mình yêu mến trong gia đình sẽ rất là đầm ấm và có những món ăn rất ngon ạ. Vâng ạ. Biển báo sắp tới chợ rồi. Và đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Nói ngắn gọn, ngôn ngữ khoa học chuyên ngành người ta là biển báo chợ hết nghe. Nhưng Đỗ Phú Quý là một nghệ sĩ, quý vị có rất là nhiều tình cảm ở trong người và nhạy cảm lắm, cảm xúc thăng hoa lắm. Đúng rồi ạ. Dạ, lượt tiếp theo thuộc về Lưu Hiền Trinh, xin mời. Đây là biển báo đường hầm ạ. Lưu Hiền Trinh lại sử dụng đáp án trước cho đáp án này. Thông báo đường hầm. Chưa chính xác. Đây là biển báo thông báo có đường hầm. Cũng chưa chính xác. Và đây là một đáp án. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Và bây giờ sẽ là biển báo cuối cùng. Mời Đỗ Quý. Hồi tới rồi anh ơi. Quá dễ luôn. Này là thấy mỗi ngày luôn à, chạy xe ngoài đường là sẽ thấy hết. Cấm ngược chiều. Thấy mỗi ngày không lẽ sai. Chính xác, chúc mừng. Cấm đi ngược chiều. Và nếu như mà đi vào những cái cung đường mà có cái biển báo này, chắc chắn rồi mình sẽ không được đi cái chiều ngược lại. Đúng rồi. Dạ. Nếu như mà đi như vậy thì dễ gây tai nạn cho những người đang lưu thông ở trên đường, đúng không ạ? Khép lại lượt 1, chúng ta sẽ có những điểm số như sau. Đỗ Phú Quý, em đúng được 5 câu, 5 điểm, chúc mừng. Wow, nhiều nha. Lưu Hiền Trinh, em đúng được 3 câu, 3 điểm cho riêng mình. Yeah. Và bây giờ để xem đồng đội của hai nhân vật này thi đấu như thế nào nhá. Xin mời các bạn về vị trí. Trúc ơi. Dạ. Trúc xin Trúc Mộc đầu đình. Em xin, em biết em đứng một mình cũng xin mà. Không có em xin em đứng một mình trả lời đúng nha. Dạ. À, còn Tài sao? Em thấy là đồng đội của mình chơi như thế nào? Cũng ngang ngửa chị em 9-10 với nhau đó anh. À vậy hả? Bởi vì mới nắm tay nhau đi chơi để mà mình biết thêm nè. Anh nghĩ em cần sự may mắn thôi. Nhấn chuông hoặc là mình cứ dự đoán, phán đoán làm sao, miễn sao giống như Đỗ Phú Quý ra được câu trả lời thì thôi nha. Và bây giờ lượt thứ hai bắt đầu. Mời Trúc. Khu vực nguy hiểm. Sắp có. Ngã áo. Ngã trái. Ngã cua. Ngã cua. Khu vực nguy hiểm sắp có ngã cua.
theo như lời của bạn Trúc là như vậy. Đáp án của chương trình là chưa chính xác. Xin mời Tài. Đoạn đường ngoằn ngoèo. Nó cũng có ngùa đó nhưng mà nó không ngoằn ngoèo mà nó có cái ngoặt. Em thấy không? Nó diễn tả cái gì? Cái hướng mũi tên nó bên nào? Biển báo đoạn đường quẹo phải nguy hiểm. Biển báo đoạn đường quẹo phải nguy hiểm. Đây là một đáp án chưa chính xác. Xin mời. Biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải. Vòng. Một vòng. Ngoặt nó giống như là một cái cua nhưng mà nó gấp hơn. À, hoặc là nó nguy hiểm hơn. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời Tài. Theo em nghĩ thì vòng xuống thì nó chỉ có thể là vòng xuống cầu vượt. Biển báo vòng xuống cầu vượt, đây là một đáp án chưa chính xác. Cảm ơn quý, chưa chính xác. Mời Trúc. Tại sao nó lại rẻ? Bản hiệu có thể đi vòng xuống Bùng Binh. Bùng Binh. Biển báo có thể đi vòng xuống Bùng Binh, đây là một đáp án không chính xác. Xin mời đáp án của chương trình. Biển báo hướng phải đi vòng chướng ngại vật. Có nghĩa là có một cái chướng ngại vật gì đó ở trên đường. Ví dụ như là một cái cây hoặc là một gì đó. Mình về trái đất cũng sẽ thấy biển báo này hướng phải đi vòng chướng ngại vật. Lượt chơi tiếp theo thuộc về Trúc. Xin mời. Mời em. Wow, khó nữa. Em. Dạ. Khi đi xe đó mà mình nhường đường cho xe đó thì gọi là gì? Biển báo này có hai biển báo chữ thôi. Tiên. Chốt không? Chốt. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo bắt đầu đường ưu tiên. Cái này thì nó cũng hơi mới với mình đúng không? Nhưng mà không sao, ngày hôm nay nhớ nha, ghi được một điểm rồi đó. Tiếp tục, lượt chơi tiếp theo. Trời ơi. Biển báo chạm xe buýt. Biển báo chạm xe buýt, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Chạm hoặc là bến. Tiếp tục, xin mời Trúc. Anh xin gợi ý cho em, trong biển báo này nó có từ cầu. Biển báo nguy hiểm có cầu. Cầu tre lắc lẻo. Có cầu rút gần quá. Cầu chật hẹp. Biển báo nguy hiểm có cầu chật hẹp. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án. Chính xác, chúc mừng. Biển báo cầu hẹp, người ta ngắn gọn xúc tích. Bé trả lời dài dữ ha. Trời, tại vì em đổi anh Phú Quý mà. Xin mời, biển báo tiếp theo dành cho Tài. Hả? Anh gửi cho em nó cũng là cái cầu luôn đó. Cái gì mà người ta chưa hoàn thiện vào trong thực tế, người ta chỉ mới sử dụng một cái tương tự như vậy để nó vô cho người ta sử dụng đỡ thôi. Cầu biến rồi đúng không? Đúng rồi. Biển báo này là gì? Biển báo cầu đang thi công. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời em. Trúc. Khu vực có cầu. 3 2 Đang thi 1 Hết thời gian. Chỉ buồn với hai bạn. Cầu đây tạm. Đây là biển báo cầu tạm. Cầu rồi. Tạm. Tiếp tục. Mời em. Tài. Em có gợi ý không? Em nghĩ là cái này là một cái đường tự nhiên nó có một cái gồ lên xong đi xuống. Em cũng thỉnh thoảng có em đường cũng thấy đường. Vậy nó đó. Cũng gồ. Nhưng mà nó gọi là gì ta? Ngay cái đoạn đường mà đường Trương Định, công viên Tao Đàn. Cái đoạn đường này có những cái gồ lên rất là nhiều. Gập ghềnh. Khi mà gặp những cái đó thì mình phải như thế nào? Đi chậm lại. Biển báo có đường gập ghềnh nhấp nhô, đi chậm lại. Biển báo đường gập ghềnh nhấp nhô, chúng ta phải đi chậm lại. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Rất đơn giản như vậy thôi. Các bạn ơi, đừng quá mất bình tĩnh và cứ suy nghĩ cái gì nói ra cái đó. Biển báo đường có gồ giảm tốc. Em chỉ đợi anh lấy đáp này sai thôi đó. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời em, Trúc. Biển báo nguy hiểm hay có gia súc. Biển báo nguy hiểm hay có gia súc, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Gia súc, gia cầm. Rồi, xin mời. Đó, một lần nữa Tài lại rơi vào những cái trường hợp có cái gồ ghề. Khó ghê. Biển báo cẩn thận lề đường. Chính xác, chúc mừng. Biển báo lề đường nguy hiểm. Có những cái đoạn đường nó có cái lề nó hơi sát ở bên ngoài đó. Cho nên là khi mà cái xe ô tô mà cái diện tích nó lớn quá, đôi khi là mình vào thì cũng bị hư xe hoặc là gây ảnh hưởng tới những người đang đi trong đó. Tiếp tục, biển báo cuối cùng dành cho hai bạn. Lượt của bạn Trúc. Xin mời. Đáp án này của em là gì ạ? Cấm đi thẳng. Biển báo cấm đi thẳng, đây là một đáp án
Chính xác, chúc mừng. Dễ quá, em biết cái này em cũng biết mà. Nhưng không phải lượt của em, rất tiếc em nhá. Bị báo cấm đi thẳng. Tổng kết lại, lượt thứ hai, số điểm hiện nay của hai bạn như sau. Bạn Trúc đang có được số điểm cho riêng mình là 4 điểm, chúc mừng. Bạn Tài đang có cho mình 3 điểm, đúng rồi, chúc mừng em. Mời các bạn về chỗ nào, chúng ta tổng kết số điểm nha. Đúng là chị em điểm bằng nhau. Giống nhau đúng không? Không sao. Quý vị thân mến, vòng đầu tiên khởi động, số điểm hiện nay của hai đội chơi như sau. Đội Về Nhà Đi Trinh đang có 6 điểm, chúc mừng. Đội còn lại Tới Luôn Anh Ơi đang tới có luôn. 9 điểm, chúc mừng. Đây chỉ là những con số khởi động mà thôi. Để xem vòng số 2, hai đội chơi sẽ chơi như thế nào. Vòng 2 mang tên Hợp Sức, xin mời. Lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn, và đây là vòng thi đấu thứ hai được mang tên là Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức, trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Sau khi MC đọc hết câu hỏi, trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Những bức sa hình của chúng tôi ngày hôm nay rất cần các bạn tập trung vào những biển báo, những hướng đi của xe, làm sao cho nó đúng quy tắc giao thông nhất có thể nha. Yeah. Rồi, sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là bức sa hình đầu tiên, xin mời. Hãy xem thật kỹ những cái hướng đi của những chiếc xe. Xe nhỏ nhỏ phía trên là xe mô tô, xe màu xanh bự bự là xe khách, xe màu đen là xe ô tô tải, và cuối cùng xe màu vàng bên kia là xe ô tô con. Câu hỏi chính thức của chương trình là: các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Tài. Cái nào đúng, cái nào sai, các bạn có thể tiến lên trên màn hình LED chỉ vào. Đáp án của đội em là xe khách vi phạm luật giao thông. Đúng không ạ? Dạ. Chốt. Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt. Vâng, đáp án của các bạn là một đáp án chưa chính xác. À. Mời Trúc. Mời các bạn tiến lên hiện trường. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, và sau đây chúng tôi sẽ phân tích cho tất cả quý vị và các bạn bức sa hình này. Đây là xe tải, hiện tại bản này là cấm đi thẳng, mà xe này đi thẳng là sai. Đúng rồi ạ, vì đây là màu đỏ là cấm. Sai luôn cái chiếc kia. Xe mô tô là cấm đi thẳng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó lại đi thẳng. Đi thẳng. Là nó quên, sai luôn. Là chốt lại là đáp án xe tải và xe mô tô. Xe tải và xe mô tô vi phạm. Là hai đáp án của đội Tới Luôn Anh Ơi của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, chúng tôi xin được chốt ạ. Và xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ủa? Không, chết rồi. Còn mà hãy có chứng kiến cho cuộc chơi, chết em hiểu rồi, không? Chết rồi, không nói nhiều. Sau khi mà đội bên này quyết liệt quá thì đội bên kia cũng đã chốt rồi. Các bạn có hai đáp án là xe tải và xe mô tô. Đây là một đáp án cũng chưa chính xác. Yeah. Đáp án chính xác của chương trình là xe tải, xe khách và xe mô tô vi phạm luật giao thông. Các bạn phân tích là đúng. Hai người cộng lại là hoàn toàn hợp lý luôn. Bởi vì tùy thuộc vào cái tấm biển báo của chương trình và cái hướng đi của xe, cho nên chúng ta xác định ba chiếc xe này đang vi phạm luật. Và không có đội nào có điểm cả. Bây giờ sẽ là bức sa hình thứ hai. Và các bạn thấy có một chiếc ô tô đã bị móp cái đầu xe. Thì cái chiếc xe này là mình đang đi nè. Thì cái hướng mũi tên đó là câu hỏi của chương trình nhé. Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất ở trên đường, người lái xe phải làm gì hết? Chúng ta phải quan sát hai bên, trước sau, trái phải. Quan trọng là chúng ta phải bật đèn tín hiệu để cho người đi sau của mình và người đi trước bên kia, cũng như là hai cánh, có thể hiểu là à, mình sắp lách qua một cái tai nạn ở trên đường, một cái sự chướng ngại vật ở trên đường, thì mình phải lách nó qua, thì mình phải làm như vậy ạ. Và đây là một đáp án rất dài dòng nhưng chính xác. Chúc mừng. Yes, yes.
Hai điểm đầu tiên thuộc về đội của các bạn. Giống như lời của Đỗ Phú Quý đã diễn giải một cách là dài dòng thôi, nhưng mà cũng dễ hiểu đúng không ạ? Và chúng tôi chia sẻ một lần nữa, khi gặp phải trường hợp như thế này, chỉ cần quan sát trước sau và đặc biệt đủ điều kiện an toàn thì chúng ta sẽ bật tín hiệu đèn hoặc là còi, rồi cho xe tiến về phía trước, lách qua chướng ngại vật. Đó chính là chiếc xe đã bị hỏng. Chúc mừng các bạn, và bây giờ sẽ là bức xa hình tiếp theo. Xin mời. Câu hỏi chính thức của chương trình là: các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Tài. Đây thì có thể thấy là một chiếc xe tải nhỏ, nó rẽ trái thì là chắc chắn là nó sai rồi đó. Nó sai hoàn toàn, tại vì rẽ trái mình phải đi đường làn đường bên này. Đúng không? Thế là xe tải sai là một. Sai là một nè. Xe khách nó đi thẳng mà nó đi hướng này là sai luôn. Mà nó đi vào làn đường quẹo trái thì cũng là sai luôn. Sai luôn là hai. Chiếc ô tô con nó được quyền đi thẳng là đúng. Xe tải nhưng mà nó rẽ trái. Vậy là ba xe sai. Ba xe sai. Ba xe sai, trong đó có hai xe tải và một xe khách, đúng không ạ? Dạ. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hai điểm dành cho các bạn. Tiếp tục bước sang hình thứ tư. Xe màu vàng các bạn thấy là xe bus. Xe này là xe tải, những chiếc nhỏ hơn là xe ô tô con. Các bạn lưu ý nha. Câu hỏi của chương trình là: trong hình những xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời đội Trúc. Theo em thì là xe bán tải ở B và em chọn D. B và D, vì sao là như vậy ạ? Tại vì B không chạy vào làn đường và D đang đạp ngay giải phân cách. Giải phân cách. Lớn, nói chung là lấn len đó. Lấn len. Bị lấn qua cái. Còn cái B ấy lại đang chạy ngay len. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Giống như là các bạn chia sẻ, hoàn toàn hợp lý. Hai điểm cho đội của mình. Và bây giờ sẽ là bức hình số 5. Giống như bức hình ban đầu nhưng mà có sự thay đổi của những chiếc xe và những hướng đi, và đặc biệt là những biển báo nữa. Các bạn tập trung nhé. Câu hỏi cuối cùng như sau: các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông hết? Mời đội của Lưu Hiền Trinh. Xe này là sai rồi này, tại vì biển này biển cấm. Xe cơ, xe con này là cấm sai này. Phải nè. Nhưng mình đang tìm xe đi đúng nha. Đúng. Một cái này sai này. Cái này là cấm đi thẳng và bạn ấy đi thẳng luôn. Là sai luôn là hai. Là được phép quẹo trái và xe đang đúng quẹo là đường quẹo trái luôn. Đúng. Xe máy được phép quẹo phải và được phép quẹo trái. Quẹo trái. Cũng là quẹo trái và đang quẹo phải là đúng. Xe con đi thẳng và biển cấm đi thẳng là sai. Xe tải quẹo cấm quẹo trái mà quẹo trái là sai, vậy là đáp án đúng. 4 sai. 1 sai. 2 sai. Thì là đáp án đúng là xe tải là xe khách và xe mô tô là đúng. Đúng. Là có hai đáp án đúng là xe khách đúng và xe mô tô đi đúng ạ. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Các bạn đã nhìn vào bức hình là rất là đơn giản như vậy rồi và phân tích hoàn toàn hợp lý. Vậy là hai điểm cuối cùng thuộc về đội Về Nhà Đi Trinh. Yeah. Với năm bức xa hình ngày hôm nay, các bạn có rút được bài học gì cho bản thân mình hay không? Lưu Hiền Trinh. Em thấy là khi mà đi trên đường, đúng là chúng ta cần phải lưu ý và ghi nhớ những cái biển báo giao thông, bởi vì trên đường rất là nhiều biển báo và đôi khi những cái làn đường rất là phức tạp. Vì thế mà cái việc ghi nhớ những biển báo là sẽ mang lại sự an toàn cho chính bản thân mình cũng như là tất cả những người tham gia giao thông. À, cảm ơn em. Đỗ Phú Quý thì sao? Em xin copy and paste lời chia sẻ của chị Trinh ạ. Như trên ha. Dạ vâng ạ. Cảm ơn em, rất ăn ngọt xúc tích. Quý vị thân mến, vòng thứ 2 đã kết thúc và hai đội chơi khá là ngang tài ngang sức. Và khép lại hai vòng thi, tổng số điểm của hai đội chơi như sau. Đội Tứ Lương Anh ơi có được 13 điểm, chúc mừng. Về Nhà Đi Trinh có 10 điểm, chúc mừng. Tròn trịa mà, tròn trịa. Rất là tròn trịa. Và để xem đội nào sẽ bứt phá và có được tấm vé bước vào vòng cuối cùng chinh phục 50 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi vòng 3 trước đã quý vị nhé. Vòng 3 mang tên Vượt Chướng Ngại Vật, xin mời. Chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh.
Và đây là vòng thi đấu mang tên gọi vượt chướng ngại vật. Luật chơi vòng 3 vượt chướng ngại vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Trên sân khấu thì đã có một cái mô hình, một trò chơi dành cho hai đội chơi ngày hôm nay. Các bạn có thể thao hay không để có được sức khỏe tốt để tham gia trò chơi này ạ? Theo như em biết thì Quý rất là chăm tập gym ghê lắm. Em sao Trúc? Như sức anh ơi, tới luôn bách tài ơi. Yeah, đúng như cái tên đúng không? Sao? Tại vì là nhìn những chùm nho xanh dày, tụi em chợt muốn hóa mình thành những con cáo. Em có nhớ cái câu hát đó không? Hát cho hay vô. Anh là con cáo, em là chùm nho. Em đứng ở đó, anh là con cáo. Chán dễ sợ luôn. Chút hát cho Quý sợ chơi. Anh như con cáo, em như một chùm nho xanh. Khi anh còn trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh. Vâng, quý vị thân mến, luật chơi của vòng thi đấu thứ 3 của chúng tôi rất đơn giản như thế này. Hai thành viên của mỗi đội, thành viên ở phía dưới sẽ phải dùng thể lực của mình cõng thành viên còn lại bên trên. Các bạn sẽ di chuyển qua những chướng ngại vật của chương trình theo hướng zig zag. Sau đó các bạn đặt chân vào trong chiếc bánh xe quy định của chương trình ở đây. Qua đây, qua đây. Sau đó các bạn vẫn giữ nguyên nha, không hạ thành viên kia xuống nha. Các bạn sẽ để làm sao cho thành viên phía trên cắn được chùm nho bao nhiêu càng tốt. Sau đó các bạn di chuyển về vị trí xuất phát ở đây. Và thành viên bên trên đang giữ lại những quả nho trong miệng của mình. Các bạn sẽ để lại trong chiếc dĩa này. Sau 1 phút 30 giây, đội nào có nhiều nho ở trong dĩa này hơn thì đội đó sẽ có 10 điểm cho đội của mình. Lưu ý không được dùng tay để hái nho nha. Và bây giờ xin mời hai đội chơi về vị trí của mình à. Và bây giờ hai đội chơi sẽ sẵn sàng tư thế của mình. Nào, chưa leo lên đi nào. Chúng mình sẵn sàng. 1, 2, 3, lên. Thời gian 1 phút 30 giây bắt đầu. Zig zag nha, zig zag nha. Đúng rồi. Lấy càng nhiều nho càng tốt. Không được dùng tay, không được dùng tay. Được không chị? Nếu mỏi quá thì đi về, nếu mỏi quá thì đi về. Rồi đi. Rồi, trời ơi, bên đây được nhiều nè. Nếu các bạn mỏi quá thì trở về phát để nghỉ nha. Hôm nay tiếp luôn đi. Không được dùng tay. Đúng rồi Trinh ơi. Nhột. Nhột cái gì? Ok chị. Về đi nghỉ ngơi một xíu. Không nghỉ luôn à. Trời khỏe quá trời ơi. Mời em. Nhột rồi không tính. Tiếp. Quý nghỉ xíu đi, cưng mệt quá kìa. Quý vị thân mến, thí sinh tài của chúng ta, bác tài giúp cho Lưu Hiền Trinh rất là thoải mái hái nho. Rồi đi đừng dùng tay. Được em không? Đừng nào. Đừng nói nó rớt đó em. Thắp xuống mà không nó rơi ra ngoài. Thắp xuống. Rồi. Ủa? Nghỉ không? Có muốn nghỉ nữa không? Còn lại 15 giây thôi Quý ơi. 15 giây nhanh để mình nốt. Nốt. Đây. Nè, dính dí vô cái cột, dí vô cái cột dí. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, chúng ta sẽ đếm số lượng nho. Đội tới luôn anh ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 quả nho. Và bên đây, đội về nhà đi trên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quả nho. Cảm ơn các em rất là nhiều vì một cái thử thách của chương trình cũng khá là khó, vậy mà các em cũng đã thực hiện xong. Và xin được thông báo 10 điểm dành cho đội chiến thắng ngày hôm nay. Xin được chúc mừng cho đội về nhà đi trên. Cảm xúc của tụi em khi tham gia trò chơi này như thế nào? Thắt vị đĩa đệm. Trời. Là đau lưng, mỏi gối, mỏi xương hàm. Đau mỏi xương hàm. Dạ đúng rồi. Em ơi em làm quá. Cái chương trình này á, là một cái chương trình rất là phù hợp để người ta vận dụng vào, áp dụng thể dục thể thao vào trong đó. Đây, thấy Minh ơi, người ta chơi không? Chơi bình thản, không nói nhiều. Bình thường. Không mà kiểu bình thản không nói nhiều. Kiểu vậy, đang giữ cái nét thôi. Nói giận vậy thôi chứ trò chơi này cũng khiến cho em hơi bị bất ngờ. Dạ. Dạ, là phải mình phải vận dụng cả những cái thể lực của mình, cả những cái trí óc của mình. Thì nó đòi hỏi một cái sự dẻo dai,
thông qua cái trò chơi này thì mình càng hiểu sâu hơn về cái ý nghĩa của trò chơi, đó chính là mình đi trên đường mình phải chú ý hơn, mình phải chú ý quan sát hơn, cũng như là mình phải đề cao cái việc là cảnh giác an toàn giao thông cho chính bản thân mình cũng như là tất cả mọi người tham gia giao thông trên đường. Dạ, cảm ơn em. Và chắc chắn là Trúc cũng muốn chia sẻ một vài điều đúng không em? Bởi vì là chúng ta phải dừng cuộc chơi ở đây rồi. Dạ. Thì hiện tại thì em cũng đã rất là vui khi em đã được tham gia chương trình này, và cũng như là được gặp anh Đỗ Quý, anh Minh Sô, Trinh, anh Đỗ Quý. Anh Đỗ Quý à? Dạ, bé nó ngắn gọn, xúc tích thì không? Và hy vọng mọi người sẽ hiểu biết nhiều hơn về những biển báo cũng như những luật giao thông về đường bộ của Việt Nam mình hơn ạ. Cảm ơn em. Đây là đội chơi không có may mắn phải dừng lại ngày hôm nay ở đây. Và các bạn cũng đã làm rất là tốt hai vòng thi rồi. Cảm ơn Quý, cảm ơn Trúc. Và đội bên này, đội chơi chiến thắng ở vòng thứ 3 cộng với số điểm ở hai vòng thi trước. Tổng số điểm của các bạn hiện tại là 20 điểm. Tròn trịa nữa luôn. Rất là tròn, và hy vọng rằng các bạn sẽ mang về những số tiền thưởng thật là cao ở vòng tiếp theo. 50 triệu là tròn nhất. Ráng lấy nha. Muốn nói gì trước khi chơi không? Trước khi chơi thì em có một cảm xúc, đó là em cũng rất là bất ngờ khi em và Tài được đi tiếp vòng cuối cùng, bởi vì lâu lắm rồi em mới tham gia một cái game show mà được chơi đến vòng cuối cùng. Yeah, ơi, hiểu ha. Chị chơi với em giống như là một cái tên mà Tài, thần Tài đó chị. Thần Tài. Tài đến. Thần Tài, có thần Tài ở nhà là mọi may mắn đều đến với mình, tuyệt vời. Nhưng mà thực sự mình cũng muốn bổ sung thêm một ý nữa thôi, đó chính là cái sự kết hợp cùng với nhau khi tham gia an toàn giao thông. Bởi vì là nếu như mà em là bác Tài đi, là tài xế đi, mà cái người bên cạnh đôi khi là mình cứ lo ra, mình không tập trung giúp bạn mình là đang lái xe, thì đôi khi nó cũng không có an toàn lắm. Sau khi chơi cái game này thì em mới là phát hiện ra là tại vì khi vượt qua những cái chướng ngại vật này nè, mình mới biết được là phải tuân thủ luật giao thông khi mình tham gia giao thông, và khi mà chở người nhà hoặc là bạn bè mình thì phải là hết sức cẩn thận, đi nơi về đến chốn, an toàn là trên hết. Đúng rồi. Và ngày hôm nay chúc các bạn sẽ an toàn rinh về giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng, và đó chính là vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh. Về Nhà Đi Anh. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Trong vòng cuối cùng này, chúng tôi sẽ có hai phong bì dành cho đội chơi Về Nhà Đi Trinh. Và trong đây sẽ có những câu hỏi trắc nghiệm hoặc là những câu hỏi tự luận. Các bạn sẽ phải bốc thăm để trả lời những câu hỏi này. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn bốc thăm trước nha. Tinh 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 tinh. Rồi, mời em về chỗ luôn. Chị đọc đi chị. Bộ câu hỏi tự luận đấy mà. Rồi, cố gắng. Tự tin lên, rồi, yeah. Để rút ngắn thời gian, các bạn chỉ cần trả lời nhanh, ngắn, gọn. Sau đó các bạn nói chốt, Minh Sùi sẽ cho các bạn biết đó là đáp án đúng hay sai. Dạ. Và bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên của các bạn, mời các bạn đưa tay về màn hình LED, nói một câu từ tận đáy lòng mình. Xe ơi, xuất hiện đi. Xe ơi, xuất hiện đi. Đó. Chiếc xe ô tô rất bự. Cứ trả lời đúng, các bạn sẽ có những cột mốc tiền thưởng khác nhau. Bắt đầu nhé. Ok, sẵn sàng chưa nè? Yeah. Về Nhà Đi Trinh. Và Tài nữa. Câu hỏi thứ nhất như sau. Con đường bao gồm lòng đường và hè phố thì được gọi là gì? Lòng đường, vỉa hè, đường phố. Nhanh lên, nhanh con lên. Con đường. Đường phố đúng không anh? Chốt không? Chốt. Đường phố là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đường nối vào đường chính được gọi là đường gì? Đường nối vào đường chính. Đường được nối vào đường chính gọi là...
cho. Có cái gì tụi em nói ra. Đường lớn. Đường nối vào đường chính. Đường chính thì có những cái đường gì? Đường thẳng à? Không. Nối vào đường chính là đường gì? Trời, dễ. Nối vào đường chính là đường phụ. Không, bỏ qua. Bỏ qua. Đáp án là đường nhánh. Câu hỏi số 3 như sau. Giấy phép lái xe hạng A4 có thời hạn bao lâu? 10 năm à? Trả lời và chốt luôn. 10 năm, chốt. Chốt. Đáp án chính xác, chúc mừng. Thời hạn của giấy phép lái xe hạng A1 là bao lâu? A1. À, theo em hạng A1 là có thể là không thời hạn. Chốt không? Chốt. Chốt. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Câu hỏi tiếp theo. Hãy điền từ còn thiếu vào ô trống ... là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. Đó là gì? Làn đường. Chốt luôn đi. Chốt làn đường. Chưa chính xác, đó chính là giải phân cách. Câu hỏi số 6. Nhóm biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì? Biển báo nguy hiểm. Gồm màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Không, màu đỏ, màu vàng. Màu đen nữa. Nhanh. Có những cái gì bên trong? Có hình biển báo và màu đỏ, màu vàng. Chốt. Hình gì? Hình tròn và hình tâm. Hình biểu tượng. Hình tam giác và màu vàng, màu đỏ. Chốt. Chốt, đây là một đáp án chưa chính xác bởi vì các bạn vẫn còn thiếu. Cần có những màu đen miêu tả. Màu đen. Sự việc cần báo hiệu nữa. Tiếp tục, câu hỏi số 7 như sau. Hãy kể tên 5 thứ tự xe ưu tiên mà bạn biết. Xe ưu tiên. Cấp cứu, cứu hỏa. Cấp cứu, cứu hỏa. Cảnh sát giao thông. Xe của quan chức cấp cao. Cứu chữa cháy. 1. Xe thời gian. Cấp cứu. Rất là tiếc. Chúng ta hết thời gian rồi. Trong đó có xe tang nữa nè. Đúng không? Rồi xe cứu thương các bạn cũng đã nói rồi. Xe quân sự, xe công an đang làm nhiệm vụ, vân vân. Xe chữa cháy các bạn đã kể gần đúng rồi. Rất tiếc hết thời gian. Nhưng không sao, các bạn cũng đã chinh phục được tới câu hỏi số 7. Và cột mốc tiền thưởng các bạn đang có là 6 triệu đồng. Chúc mừng. Có mang về là cũng vui rồi em à. Dạ. Thật sự ra thì các bạn đang bị suy nghĩ quá lâu cho mỗi câu hỏi. Dạ, đúng là rồi. Mình cứ sử dụng ít lại thời gian suy nghĩ thôi. Thì biết đâu được các bạn sẽ trả lời được 10 câu và có nhiều cột mốc hơn. Không sao, kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn ra đây nào. Quý vị thân mến, và là ngày hôm nay chúng ta đã cùng đến với vòng thi đấu cuối cùng rồi. Số tiền thưởng chắc chắn là 6 triệu thuộc về đội chơi Về Nhà Đi Trinh. Kết thúc cuộc thi rồi, các bạn thấy như thế nào với chương trình này? Mời Tài trước nha. Qua chương trình thì em biết được nhiều luật giao thông, nhiều biển báo, cũng như là thông điệp để mà gửi đến tất cả mọi người, quý vị khán giả và những người tham gia giao thông. Còn Trinh thì sao? Cảm xúc đầu tiên thì là rất là vui và cảm thấy hôm nay học hỏi được rất là nhiều điều. Và có một điều em xin tự nhắc nhở bản thân mình, đó là khi mà em tham gia giao thông, thường thì em không có lái xe, em ngồi phía sau thôi, nhưng mà em sẽ không nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây bay bổng nữa, mà em sẽ chú ý hơn vào các biển báo giao thông, cũng như là chú ý đến cái sự di chuyển của mọi người xung quanh để mang lại an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Hy vọng rằng là tất cả mọi người cũng sẽ theo dõi chương trình để đến với những cái tình huống mà đôi khi bản thân mình sẽ gặp phải nó ở trong tương lai thì sao, đúng không ạ? Để mình biết cách để xử lý và đặc biệt biết được những luật giao thông đi như thế nào để an toàn và đúng quy tắc giao thông, bảo vệ bản thân mình cùng với những người mà chúng ta yêu thương. Còn ngày hôm nay, số tiền thưởng 6 triệu thuộc về các bạn, xin được chúc mừng. Đây, số tiền thưởng dành cho các bạn, chúc mừng nha. Yeah. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại chương trình Về Nhà Đi Anh tuần này ở đây. Và chắc chắn chúng tôi sẽ hứa hẹn với các bạn tuần sau sẽ có những khách mời mới, những điều thú vị và hấp dẫn mới. Còn bây giờ, Minh Dù phải nhắc lại một lần nữa, thời gian phát sóng của chương trình là 21 giờ 15 phút ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Minh Dù xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé.